Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Em mến chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Quay trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ và cập nhật một vài thông tin xoay quanh drama sóng gió gia tộc ở nhờ đôi nhà đồng sở hữu của mẹ con nhà Cám ha quý cô chú anh chị. Cả nhà cũng biết rồi, Hai Hử và Le Le Bông Mẹ có những cái lời lẽ xúc phạm tới giới tính của Má Tư. Cộng đồng mạng nghe được những lời lẽ đó thật sự rất là bức xúc và phẫn nộ cho cặp đôi này. Phải nói là một cặp đôi vợ hờ và chồng hờ. Cả nhà cũng biết rồi đó. Thì chúng ta cũng mong chờ coi cặp đôi này có hạ sinh ra được công chúa hay là hoàng tử gì hay không. Thì cô chú mình anh chị chờ đợi ha. Hay là họ chỉ mang danh và cũng như là tạo scandal để buôn bán, đem lại lợi nhuận, lợi dụng lẫn nhau hay quý cô chú anh chị. Cả nhà mình cũng biết là Má Tư là một người hết mực yêu thương con cái, cho dù là con nuôi trong nghề nhưng Má Tư luôn luôn lo lắng và bảo vệ Hai Hử. Hai Hử thì cả nhà cũng biết rồi, đã từng cầu cứu chị Ni cũng như là Má Tư rất là nhiều lần. Má Tư cũng như bảo vệ mấy lần luôn cô chú anh chị, giúp cho Hai Hử vượt qua sóng gió, vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh. Và cũng như là chị Ni cũng đã giải cứu cho Hai Hử một lần gọi là thoát khỏi bàn tay và cũng như là cái mỏ của Le Le. Thì Le Le cũng gọi là dỗ bàn, đập ghế, ngước mặt lên trời. Nhưng Hai Hử nhờ cái sự cầu cứu của Hồng Ni nên Hai Hử đã thoát nạn. Hai Hử đã từng bêu rếu, nói xấu Le Le. Nhưng cuối cùng thì cũng đã kết hợp cùng với Le Le để quay lưng, quay xe, tấn công con gái của cố nghệ sĩ. Cái người mà mình gọi là cha đã từng dìu dắt và cũng như là đã từng giúp đỡ cho mình trên cái con đường nghệ thuật. Cuối cùng thì cũng phản phúc với cô chú anh chị. Những kẻ phản phúc thì cái kết nó chắc chắn là sẽ không có hậu, đúng không cả nhà? Cô chú anh chị mình cứ chờ đợi xem cái kết quả nó như thế nào. Tới phút cuối thì chúng ta sẽ được rõ ha. Rồi, quay trở lại với cái con ruột con nuôi. Hồng Ni cũng đã lên tiếng. Nếu con ruột con nuôi thì cứ chờ đợi đi. Đến cuối pháp lý thì sẽ rõ. Và muốn biết nữa thì cứ hiện hình đến nhà số 5 và gặp trực tiếp, gặp chị Ni sẽ cho biết được con nuôi hay con ruột. Dạo gần đây á, thì trước khi ra tòa đó thì tụi nó dùng truyền thông những nick ảo, nick giả, những nick ẩn danh để đáp trả và cũng như là hỏi những cái câu Hồng Ni là rinh két sắt, Hồng Ni làm giả giấy tờ cho Hồng Loan, mang danh con ruột con nuôi các thứ của chú anh chị, quá là nhiều câu hỏi. Vậy thì hỏi ngược lại những người ẩn danh dùng nick giả, nick ảo đó, Hồng Ni có rinh két sắt tại sao không có đem chứng cứ ra để trình báo công an để đi lãnh thưởng ha, mà lại lên mạng chỉ nói như vậy thì có ích lợi gì đâu, cũng không có ích lợi gì cả. Cộng đồng mạng thì người ta cũng hiểu ra được Ni làm việc gì. Còn vấn đề con nuôi con ruột á, thì cũng không có phải đem ra show ra để cho những người nick giả, nick ảo đó thấy được. Tại vì họ không có quyền gì mà phải kêu show ra. Còn nếu có đủ bản lĩnh thì cứ số 5 và gặp trực tiếp chị Ni. Chị Ni sẽ cho biết được. Má Tư cũng có lên tiếng. Cái mặt cái quờ quờ của tụi bay mắc gì mà phải show ra con ruột con nuôi. Thì mắc mớ gì có đụng tới tổ tiên ông bà tụi bay hay không mà tụi bay lại lên muốn có cái giấy chứng ADN. Thì Má Tư cũng lên tiếng nha quý cô chú anh chị. Em hy vọng rằng cuối cái câu chuyện pháp lý thì mọi người sẽ biết được. Chị Ni sẽ cho mọi người thấy, cho cô chú anh chị thấy con ruột con nuôi như thế nào. Thì qua những lời nói như vậy thì em khẳng định với cô chú anh chị và các bạn mình, Hồng Loan nắm chắc trong tay những giấy tờ, những chứng cứ. Nhưng do gì pháp lý cần những giấy tờ gì phù hợp thì chúng ta show ra những giấy tờ đó. Và hôm nay thì em cũng chia sẻ đến cả nhà mình luôn, luật sư Tuyết Ngọc cùng với lại 4 luật sư nữa cả nhà. Trong đó thì em thấy hình như là có thầy của chị Tuyết Ngọc nữa cũng đến cùng với lại chị luật sư Tuyết Ngọc đến nhà số 5 để gặp chị Hồng Loan và chuẩn bị hoàn tất
những giấy tờ cần thiết thật sự là chuẩn bị cho chỉnh chu, đầy đủ, chu đáo. Khi tòa cần những giấy tờ gì thì chúng ta có thể giao nộp ngay, ngay lập tức, không cần phải đi chạy đôn chạy đáo. Và cũng như là giống như phía mẹ con nhà cám nha quý cô chú anh chị, hỏi đâu trả lời đó. Đúng, thật sự là một luật sư quá là tuyệt vời. Chị luật sư Tuyết Ngọc phải nói là một chị có tâm với nghề, có đạo đức với nghề. Chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải ghi nhận những điều đó là đúng, đúng không cả nhà? Rồi, một cái thông tin nữa thì muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình á. Em vừa mới đọc được một cái thông tin ở trên trang cá nhân của một người nói rằng á là phía bên Le Le cũng như là anh Hỡi á cả nhà, anh Hai Hỡi đó sẽ kiện ha, kiện những kênh YouTube. Và để em tìm lại cái nha, nhất là có anh Chí Cảnh nè, Việt Băng nè, Nụ nè, Nụ Sĩ Tin là cái người mà người gì hay gì đó, người gì của chị Ni đó quý cô chú anh chị, thì họ đòi kiện qua thêm hai kênh ba kênh gì nữa, nghe nói là kiện sẽ kiện là xúc phạm gì đó hai vợ chồng họ, hai vợ chồng chính mới vừa dính hôn. Thì cô chú anh chị mình thấy vô lý không ạ? Chửi người ta được, nói người ta được, bêu rếu người ta được, thì người ta cũng nói né nói tránh thôi, nhưng họ cũng nói né nói tránh thôi các kiểu, nhưng mà lại nói không lại thì lại đi kiện, dùng tiền để đi kiện. Thật sự xã hội này nếu mà kiện dễ dàng như vậy thì quá là bất công, đúng không cả nhà? Chửi người ta ra rả trên mạng và cũng như là nói những lời vô văn hóa tục tiểu ở trên mạng thì được, còn tới người ta nói lại thì lại đi kiện người ta, kỳ vậy? Người loại người gì kỳ vậy? Nghệ sĩ ưu tối kỳ vậy, bông hẹ kỳ vậy, mang danh, có danh có nghĩa, có danh có phận được người ta công nhận trước đó rồi, bây giờ thì cũng còn danh còn phận đó, nhưng mà lại nói chuyện gì ngộ quá, quá quá xá là ngộ, đúng không cả nhà? Cười ẻ luôn đó. Có rất là nhiều mà khán giả nói là kiện kiện gì mà kiện, cứ kiện đi thử coi như thế nào. Kiện đi rồi cái con đường sân khấu á, sẽ sáng lắm đó, rất là sáng nha, rất là sáng sân khấu, nếu kiện thì rất là sáng sân khấu luôn ha. Và chắc có lẽ là anh ta thì anh Hai Hử này á, thì cũng không quan trọng vì vấn đề đó nữa cả nhà, danh danh dự hay là hình ảnh gì chắc ảnh còn không có quan trọng nữa rồi, chắc có lẽ là đã quyết định về với bông hẹ thì về hưu luôn rồi, về với bông hẹ là về hưu luôn rồi, không có lên sân khấu nữa nên ảnh cũng không quan trọng. Bây giờ ảnh chỉ là một cái gọi là con chốt thí và cũng như là một cái món đồ chơi mà bông hẹ sẽ điều khiển, và bông hẹ sẽ là một cái công cụ hái ra tiền cho bông hẹ. Tới một lúc nào đó hái không được nữa, hái ít tiền lại thì bông hẹ sẽ đá. Rồi một tiếp theo nữa thì khán giả và cộng đồng mạng cũng có lời ngỏ ý muốn bông hẹ với lại Hai Hử là cho mọi người biết là có một buổi nào đó, một buổi tiệc nào đó ra mắt Dượng với lại con ha. Ba đứa con gái ra mắt Dượng đi, để cho con gái nó chấp nhận Dượng và Dượng cũng yêu thương con gái, để cho gia đình nó hòa hợp hơn. Thử coi có một ngày nào đó mấy đứa con gái nó ra nó chào Dượng cái, cô chú anh chị dù gì cũng đã dính hôn rồi, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà không có ra ra mắt Dượng gì hết, mà Dượng cũng không có bày tỏ tấm lòng gì hết với những đứa con. Thì thương thương mẹ thì phải thương con nha cô chú anh chị, thương cháu phải thương nghé luôn chứ, đúng không ạ? Thương cháu thì phải thương nghé luôn chứ, chứ bỏ thì cũng tội nha. Thôi thì cũng có sắp xếp một ngày nào đó thì chắc có lẽ là cũng ra mắt với lại mấy đứa nhỏ, để cho mấy đứa nhỏ kêu tiếng Dượng ơi Dượng à, đúng, giống như là những bông hẹ kêu chồng ơi chồng à đâu đó cô chú anh chị, để cho nó thân mật, cho gia đình nó khăng khít. Trước đó thì cũng ra vô gặp nhau thì cũng vui vẻ xíu, chứ đâu mà mặt lớn mặt nhỏ thì nó cũng kỳ. Hy vọng là có một buổi nào đó thì ra mắt với lại mấy đứa trẻ để cho nó biết là Dượng nó ha. Rồi cái video này thì em cũng muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình cái chủ đề chính, đó là chị luật sư Tuyết Ngọc hôm nay thì phải nói là quá là tuyệt vời, đến cùng với lại rất là đông đảo những anh chị trong công ty luật sư Tâm Quan đến để hoàn tất thủ tục giấy tờ và gặp gỡ chị Hồng Loan để chuẩn bị cho cái phiên tòa sắp tới. Cô chú anh chị mình cũng thấy nha, là chị luật sư Tuyết Ngọc đến nhà là sẽ có nhiều cái tình tiết mới, ví dụ bên kia thì họ có thể đâm đơn kiện, bên kia sẽ có thể hủy cái giấy này hủy cái kia, hoặc là có thể kiện này kiện kia, thì chị luật sư Tuyết Ngọc sẽ chuẩn bị đầy đủ hoàn tất
và cũng như là chị anh luật sư Trọng An sẽ hoàn tất giấy tờ để giúp cho chị Hồng Loan có một cái gì đó chỉnh chu hơn, chu đáo hơn trong cái phiên tòa sắp tới. Đó. Mà phải nói là một cái hồ sơ khá là dày, dày rất là dày luôn cô chú anh chị. Có khán giả nói với em như thế này nè, bông hẹ ngông cuồng dùng tiền để kiện. Vậy thì chúng ta sẽ lật ngửa ván cờ, lật ngửa thế cờ. Đó. Lấy cái video của bông hẹ nói trên không gian mạng đó, những lời tục tĩu, những câu nói vô văn hóa, gieo vào đầu những đứa trẻ những câu nói thật là kinh tởm đó, trình lên cơ quan chức năng. Vậy thì có được hay không, cô chú anh chị mình có đồng ý hay không? Đó, chúng ta cùng nhau góp chung một tiếng nói để bông hẹ không phải ngông cuồng nữa cả nhà. Không phải có tiền là làm gì cũng được. Đó. Chúng ta cần phải triệt để cái vấn đề này, và cũng như để cho bông hẹ biết thế nào là mạng xã hội, thế nào sức mạnh của cộng đồng mạng, đúng không cả nhà? Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình. Cả nhà mình đồng ý với ý kiến của khán giả đó thì chúng ta hãy comment và cho biết ý kiến hay cả nhà, để bông hẹ biết thế nào là lễ độ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của em ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.